Chúng ta khảo sát thí nghiệm về lực hấp dẫn của các vật tác dụng lên nhau. Trường hợp số 1, chúng ta xét vật đó chính là trái đất và lực hấp dẫn tác dụng lên vệ tinh quay quanh trái đất. Trường hợp 1, nếu như mà xung quanh trái đất không có lực hấp dẫn, chúng ta tắt cái lực hấp dẫn đi. Thế thì lúc này chúng ta xem đây chính là một cái vệ tinh xung quanh trái đất. Thì vệ tinh sẽ không chịu tác dụng của lực hấp dẫn và nó sẽ bay ra khỏi quỹ đạo chuyển động và đi ra xa khỏi trái đất. Trường hợp số 2, trái đất có lực hấp dẫn như bình thường vốn có của nó. Thế thì vệ tinh sẽ chuyển động theo quỹ đạo tròn xung quanh trái đất với một chu kỳ xác định. Chúng ta có thể quan sát được đường đi hay là quỹ đạo chuyển động của vệ tinh, cũng như vector vận tốc chuyển động của vệ tinh. Lực hấp dẫn xuất hiện trong trường hợp này luôn luôn bằng nhau và hướng về phía nhau. Tiếp theo, chúng ta khảo sát về lực hấp dẫn giữa trái đất và mặt trăng. Mặt trăng cũng là vệ tinh tự nhiên của trái đất, vì thế mặt trăng nó luôn chuyển động theo quỹ đạo tròn xung quanh trái đất. Dưới tác dụng của lực hấp dẫn, lực do mặt trăng tác dụng lên trái đất bằng với lực hấp dẫn do trái đất tác dụng lên mặt trăng. Vector vận tốc của mặt trăng cũng tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động và đường đi cũng là hình tròn. Quỹ đạo của mặt trăng trong trường hợp này chúng ta vẽ bằng một đường màu tím. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu về quỹ đạo của mặt trời xung của trái đất xung quanh mặt trời. Mặt trời chúng ta vẽ bằng một cái hình màu vàng. Và đây là trái đất. Vector vận tốc và vector lực hấp dẫn. Khi trái đất chuyển động xung quanh mặt trời, nó cũng chuyển động theo quỹ đạo hình tròn. Và vector vận tốc tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động, lực hấp dẫn hướng vào bên trong. Quỹ đạo của trái đất là hình tròn. Đây. Nếu chúng ta biểu diễn thêm chuyển động của mặt trăng nữa, có 3 thiên thể, thì chúng ta quan sát ở đây. Mặt trăng là thiên thể bé nhất đây, chuyển động tròn xung quanh trái đất. Trái đất lại chuyển động tròn xung quanh mặt trời. Nếu chúng ta vẽ thêm cả quỹ đạo chuyển động, thì chúng ta sẽ thấy quỹ đạo chuyển động của mặt trăng có đường màu tím, có dạng rất là đẹp, giống như một bông hoa. Trái đất có quỹ đạo hình tròn xung quanh mặt trời. Đây. Nếu chúng ta biểu diễn thêm vector lực hấp dẫn và vector vận tốc, thì chúng ta thấy là vector vận tốc này rất là khó quan sát bởi vì nó biến đổi liên tục. Nó theo cái tiếp tuyến với cái quỹ đạo chuyển động của mặt trăng. Từ đây chúng ta kết luận rằng các vật tương tác với nhau chính bằng lực hấp dẫn, và nhờ có lực hấp dẫn đã giúp cho mặt trăng chuyển động theo quỹ đạo tròn xung quanh trái đất, và trái đất thì chuyển động theo quỹ đạo tròn xung quanh mặt trời. Lực hấp dẫn này nó chỉ đáng kể đối với những thiên thể có khối lượng lớn.